Xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại Trọng Thơ đang đứng ở tuyến đường Minh Thành An Long. Và ngay khu vực này thì Bất Động Sản Kim Cương đang phân phối và mở bán quanh khu vực này. Và hiện tại chỗ này đang cho xây dựng nhà trọ nhé, nhà trọ và ký ốt cho thuê. Và đối diện đây là trường mầm non cấp 1 và cấp 2 xã Minh Thành. Và tuyến đường Trọng Thơ đang đứng là tuyến đường Minh Thành An Long giao với lại tuyến đường D3. Tuyến đường có chiều rộng mặt đường là 25m. Và khu vực này đã được xây dựng rất là nhiều nha quý vị. Đây ạ, đang cho xây chợ đây. Và ngay trước mặt của Trọng Thơ đây là trong ngói màu xanh bên tay trái, camera là ủy ban xã Minh Thành. Và ngay trước mặt là ngã tư Minh Thành giao nhau quốc lộ 14. Và đó là chợ Minh Thành nha. Và tuyến đường D3 này đã được rải đá và chuẩn bị xuống nhựa nha quý vị. Cống đã làm xong và chuẩn bị xuống nhựa và cho làm vỉa hè cây xanh. Và lốc trước mặt đây là lốc để BKMX quy hoạch là công viên cây xanh. Và ngay vị trí này chạy vào khoảng từ chỗ Trọng Thơ đang đứng ngay trước mặt camera đây, khu vực này thì Trọng Thơ đang phân phối với diện tích 5x30, thổ cư 100%. Thì hiện tại Trọng Thơ đang có 4 đến 5 vị trí ở khu vực này nha. Hiện tại trong này đã cho xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng. Vị trí vô cùng đẹp, vô cùng đắc địa nha quý vị. Gần trường học này, ủy ban xã Minh Thành. Và từ vị trí này chạy sang cổng khu nghiệp BKMX Trân Thành ở đây ạ. Chỉ có 300m thôi nha. Chúng ta sẽ tới cổng khu nghiệp BKMX Trân Thành giai đoạn 1 với tổng diện tích 450 ha. Và giai đoạn 2 đang xây dựng tự do. Và nhà dân sống xung quanh rất là đông đúc rồi ạ. Rất là đẹp phải không ạ? Hãy liên hệ với Trọng Thơ qua số điện thoại 0962854858 để chọn cho mình những vị trí đẹp nhất, sinh lợi nhuận nhanh nhất. Và chúng ta có thể kinh doanh dòng tiền ngay lập tức. Về đây chúng ta xây dựng nhà trọ và có thu nhập hàng tháng. Xin chào và hẹn gặp lại.